Dạ, cảm tạ Chúa. Giờ này chúng ta sẽ hiệp ý đến sự cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Ngài vì ngày hôm nay chúng con được thờ phượng Chúa. Wir danken dir, dass wir heute hier Gottesdienst haben dürfen. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đưa đường cho đông đảo các quý tôi tới Chúa, các anh chị em chúng con từ các nơi xa về nhà Chúa trong sự thờ phượng. Wir danken dir, dass du uns zahlreich hierher geführt hast, dass wir heute dich anbeten können. Chúng con cũng tạ ơn Chúa vì sự có mặt thờ phượng của ông bà chị em con qua mạng online mà giờ này chúng con cũng hướng lòng về sự thờ phượng. Und wir danken auch dafür, dass du das online auch Geschwister teilnehmen dürfen. Giờ này con xin dùng huyết báu Chúa Jesus Christ ngài bao phủ lấy chúng con. Und jetzt beten wir dafür, Gott, dass du uns mit deinem Blut umhüllst. Ngài tha thứ cho tất cả những yếu đuối lỗi phạm của chúng con. Dass du unsere Schuld vergibst und unsere Schwachheiten. Xin Chúa ban phước cho chính mình con là người nói hội thánh của Chúa. Là những người nghe chúng con đều được phước từ nơi Ngài. Herr, segne du mich als den Sprecher, deine Gemeinde als die Zuhörer, dass wir heute alle gesegnet sind von dir. Đặc biệt con xin Chúa tiếp rỡ sức lực cho mỗi từng chúng con để chúng con được vững vàng, chúng con được khỏe khoắn để giờ này chúng con được nghe lời của Chúa. Herr, schenke du uns einfach Kraft darin, Gott, dass du uns segnest jetzt in der Zeit, wo wir dein Wort empfangen dürfen. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng hạ mình khiêm nhu để chúng con như thửa đất tốt mà chúng con thể đón nhận lời của Ngài. Schenke du uns ein demütiges Herz, ein Herz wie ein gutes Acker, wo wir dein Wort empfangen dürfen. Xin Chúa ban phước cho hai phòng bên, phòng Âu Nhi, Thiếu Nhi cũng được phước từ nơi Chúa. Herr, segne auch die Nebenräume, wo die Kinder betreut werden. Chúng con kính dâng thì giờ này trong quyền tế trị ban ơn của Chúa và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện. Wir geben dir jetzt diese Zeit in deine Hände und wir beten zusammen. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Namen. Amen. Amen. Cảm tạ ơn Chúa, kính mời Thánh Chúa chúng ta đồng ngồi. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Dạ, một lần nữa, trân trọng kính chào đến tất cả các quý tôi tới Chúa, ông bà chị em chúng ta có mặt trong buổi thờ phượng ngày hôm nay. Und noch einmal möchte ich euch alle begrüßen, die ihr heute hier anwesend seid. Đặc biệt, như hồi nãy trưởng lão Thắng cũng có chào mừng. Chúng ta chào đón, chào mừng chị em chúng con là chị Avita, cũng lần đầu tiên đến hội thánh của Chúa. Und wie wir schon vorhin erwähnt haben, begrüßen wir auch herzlich unsere Schwester Avita, die heute zum ersten Mal da ist. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa vì sự có mặt của chị trong hội thánh của Ngài. Und wir danken dir dafür, dass du heute hier anwesend bist. Không phải tình cờ, nhưng mà đó là một sự ban phước của Chúa cho chị cũng như cho hội thánh của Ngài. Und das ist kein Zufall, sondern das ist ein Segen für dich und für uns, dass du heute hier bist. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì sự có mặt đông đảo của các anh chị em chúng ta người Bulgari. Und wir danken Gott auch für all die Anwesenden hier, zum Beispiel die bulgarischen Geschwister. Chúng ta có chị em chúng ta là người Philippines. Oder die philippinischen Geschwister. Chúng ta có chị em chúng ta là người Đức. Und die Deutschen. Ja, đại đa số là người Việt Nam. Und auch die vietnamesischen Geschwister. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa vì chính Chúa Giêsu ngài có phán dạy rằng khi Chúa Ngài được treo lên cây gỗ thì Ngài kéo chúng ta lại với nhau. Und wie sein Wort geschrieben steht, als ans Kreuz gegangen ist, hat uns mit seiner Liebe zueinander gezogen. Ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta không còn phân biệt là nước này dân này nữa mà chúng ta chỉ là một mà thôi, đó là anh chị em chúng ta với nhau. Im Reich Gottes unterscheiden wir nicht mehr zwischen den Nationalitäten, sondern wir sind eins in ihm. Chúng ta có cùng một cha, đó là Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Ein Vater und das ist unser geliebter Gott. Chúng ta có cớ ngợi khen Chúa ông bà anh chị em. Hallelujah. Halleluja! Ja, chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta được học ở trong sách Khải Huyền về một cái lá thơ mà Chúa Giêsu gửi cho hội thánh Chúa tại Philadelphia. Und wir danken Gott, heute dürfen wir von eins der Briefe hören, die an die Gemeinde der Philadelphia ging. Anh chị em còn nhớ là ở trong phân đoạn kinh thánh này là Chúa Giêsu gửi cho bao nhiêu hội thánh không? Erinnert ihr euch noch vielleicht ungefähr an wie viele Gemeinden Briefe geschrieben worden sind in dieser Bibelstelle? Có ai nhớ không? Weiß das jemand wie viele? 7 hay là 8? Waren es 7 oder 8? 7. 7. Chúa Giêsu ngài gửi cho 7 hội thánh tại vùng Tiểu Á, tất nhiên là xứ Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Die Briefe gingen an 7 verschiedene Gemeinden. Chúng ta còn nhớ là đầu tiên là hội thánh gì ông bà anh chị em không nhớ kinh thánh nha. Was war die erste Gemeinde? Phải có phải là Ephesus không? War das die Gemeinde der Epheser? Thứ hai. Ephesus. Smyrna phải không? Smyrna. Thứ ba. Dritte. Pergam. Thứ tư. Pergamon. Thyatira. Vierte Gemeinde, Thyatira. Thứ năm. Die fünfte. Sardes. Sardes. Thứ sáu.
Die sechste. Dễ phải không? Mình mới vừa đọc vừa rồi đó. Ist einfach, weil wir es gerade gelesen haben. Philadelphia. Ja, thứ bảy là gì mà anh em? Was ist die siebte Gemeinde? Laodicea, phải không? Laodicea. Ja, cảm ơn Chúa chúng ta rất thuộc kinh thánh. Hallelujah. Danke Gott, dass ihr die Bibel gut auskennt. Ja, cảm ơn Chúa. Tôi thấy rất là vui khi có những lúc chúng ta thuộc được kinh thánh ông bà anh em. Und wir danken Gott. Ich freue mich auch sehr, wenn wir Zeiten haben, wo wir uns an das Wort Gottes erinnern können. Ít nhất là chúng ta cũng thuộc được những cái tựa đề đó, phải không? Dass wir vor allem das Thema kennen. Tại vì đặc biệt á, Chúa Giêsu ngài đã gửi đến 7 hội thánh về những bức thư đó. Die Briefe gingen an 7 verschiedene Gemeinden. Và đặc biệt nếu chúng ta đọc mà chúng ta ý rất là kỹ đó, là trước mỗi bức thư Chúa Giêsu đều dùng những cái danh xưng của ngài ra. Und was uns auffällt ist, in jedem Brief fängt mit eins seiner Namen an. Và trong 7 hội thánh không có danh xưng nào mà Chúa xưng giống nhau cả. Und in verschiedenen Briefen erwähnt immer andere Namen von sich. Tại sao vậy ông bà anh em? Und warum ist das so? Bởi vì danh xưng của Chúa nó thích ứng với cái hoàn cảnh và những điều mà hội thánh của Chúa đang đối diện. Weil sein Name auch abhängig davon ist, in welche Situation wir stecken oder die Gemeinde steckt. Ja, danh xưng của Chúa cũng nói rõ rằng Đức Chúa Trời ngài biết được tất cả mọi sự. Und das zeigt seine Namen zeigen auch, dass Gott alles weiß. Những điều hội thánh của Chúa tại nơi đó đang đối diện những cái khó khăn và những cái điều mà họ đã đạt được. Welchen Situationen die Gemeinde ausgesetzt ist. Qua đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời đến với các hội thánh, đến với mỗi từng đời sống ông bà chị em chúng ta một cách rất là riêng tư. Und darin sehen wir, Gott kommt zu seiner Gemeinde auch und zu persönlich zu jedem einzelnen von uns ganz auf persönliche Art und Weise. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng lớn lao cả thể nhưng mà ngài rất là chi tiết ở trong mỗi cuộc đời của ông bà chị em chúng ta. Unser Gott, ist so groß, aber möchte eine innige, intime Beziehung zu uns Menschen. Chúng ta đọc chúng ta thấy khi Chúa ngài đến với hội thánh Chúa tại Philadelphia, câu số 7 lời Chúa chép rằng ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng này lời phán của đấng thánh chân thật là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Und den ersten Vers, den wir vorhin gelesen haben, Vers 7, schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, das sagt dir der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Er allein hat als Davids Nachkomme den Schlüssel zum Heil. Nhưng mà nếu chúng ta đọc ngược lên, khi mà Chúa Giêsu ngài gửi cho hội thánh tại Sardea thì đoạn 3 câu số 1 lời Chúa chép rằng: "Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sardea rằng: Này là lời phán của đấng có 7 vị thần, Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao." Wenn wir beispielsweise den Brief an die Gemeinde in Sardes lesen, lesen wir, das sagt der, dem die 7 Geister Gottes dienen und der die 7 Sterne in seiner Hand hält. Voilà, chúng ta đọc một lần nữa ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu số 18. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng, nay là lời phán của con Đức Chúa Trời là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Oder wenn wir den Brief an die Gemeinde in Thyatira lesen, lesen wir davon, dies sagt dir der Sohn Gottes, dessen Augen wie die Flammen eines Feuers leuchten und dessen Füße wie glühende Bronze glänzen. Nếu chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta về, chúng ta đọc, chúng ta cậy ơn Chúa, Chúa Thánh Linh bày tỏ rất là đặc biệt khi Chúa Giêsu ngài đến với các hội thánh và ngài dùng những danh xưng ngài rất là khác nhau. Und wenn wir die Zeit haben, lass uns zu Hause diese Briefe nochmal durchlesen und dann sehen wir, wie persönlich Gott zu den verschiedenen Gemeinden kommt. Ja, đặc biệt ngày hôm nay chúng ta học khi Chúa ngài gửi thư đến hội thánh Philadelphia. Und heute lernen wir über den Brief an die Gemeinde Philadelphia. Chúa phán rằng này là lời phán của đấng thánh. Das sagt dir der eine, der heilig und wahrhaftig ist. À, Chúa đến với hội thánh của Chúa, Chúa phán rằng này là lời phán của đấng thánh. Und Gott kommt zu der Gemeinde und sagt, das sagt dir der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự thánh đó cũng là một cái chủ đề lớn của hội thánh Chúa trong năm nay, phải không bạn chị em? Wir danken Gott, denn die Heiligkeit ist ein großes Thema für unsere Gemeinde dieses Jahr. Chúng ta nhắc lại chủ đề của năm nay để chúng ta chuẩn bị bước vào kỳ trại là thứ hai, ông bà chị em. Lass uns mal das Thema des Jahres wiederholen. Vì Chúa là thánh, phải không? Weil Gott heilig ist. Cho nên chúng ta cũng phải thánh ở trong mọi cách ăn ở của mình. So sind wir auch heilig oder sollen wir heilig sein in allen unseren Lebensweisen. Ja, Chúa Giêsu ngài đến với hội thánh tại Philadelphia, ngài xưng ngài là đấng thánh. Gott kommt zu seiner Gemeinde in Philadelphia und spricht, das sagt dir der eine, der heilig und wahrhaftig ist.
Ngài xưng Ngài Đấng Thánh, có nghĩa là Đấng đến từ trời. Er nennt sich den Heiligen, der vom Himmel gekommen ist. Đấng không phải là một cái sản phẩm của con người nhào nặn ra. Der nicht von Menschenhand geschaffen worden ist. Đấng được biệt riêng ra, sondern der ausgesondert ist. Đấng không phải từ thế gian nhưng mà Đấng đến từ trời. Er ist nicht von der Erde, sondern vom Himmel. Chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta là con của Đấng Thánh, phải không bạn chị em? Und das, weil wir seine Kinder sind, sind wir auch die Kinder des Heiligen. Chúng ta là con của Đấng được biệt riêng ra. Wir sind die Kinder von demjenigen, der ausgesondert wurde. Chúng ta là những người mà được Chúa biệt riêng ra. Und wir sind heute Menschen, die ausgesondert worden sind durch ihn. Chúng ta amen, bạn chị em. Sagen wir Amen dazu. Ngày Chủ nhật, thế gian có làm gì làm, nhưng mà con cái Chúa được biệt riêng ra để đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Und an dem Sonntag, egal was andere Menschen vielleicht machen, der Tag ist, wir wurden ausgesondert dafür, um ihn anzubeten. Có thể cái số người đi không thờ, không đi thờ phượng Chúa rất đông, nhưng mà con cái Chúa biệt riêng ra để đi thờ phượng Chúa. Vielleicht ist die Anzahl der Nicht-Kirchengänger größer, aber wir wurden ausgesondert, um zum Gottesdienst zu gehen. Chúng ta tin thế gian hay là tin lời của Đấng Thánh, ông bà anh chị em? Glauben wir der Welt oder glauben wir die Worte des Heiligen? Chúng ta tin lời của Chúa và tin Đấng Thánh, Đấng biệt riêng ra. Wir glauben an den Heiligen, wir glauben an den, der ausgesondert war. Và chúng ta cũng biết được rằng sự thánh á không phải bởi con người nhào nặn ra hay là làm ra cái vẻ thánh. Und diese Heiligkeit ist nicht etwas, was von Menschenhand geschaffen worden ist. Thánh á là chúng ta có được cái bổn tánh của Chúa. Heilig ist eine Eigenschaft Gottes. Chúa Giêsu, Ngài làm như thế nào thì con cái Chúa làm giống như Chúa Giêsu Christ. Bedeutet, was Jesus macht, das tun wir als seine Kinder auch. Amen, bạn chị em. Sagen wir Amen dazu. Ngày Sa-bát, ngày Thánh Nhật, Chúa Giêsu thường vào nhà hội để Chúa giảng dạy, Chúa thờ phượng cùng với các người ngày xưa. Wie Jesus am heiligen Tag in den Tempel gegangen ist. Thì con cái Chúa cũng giống Chúa là ngày Thánh Nhật, làm gì làm, chúng ta phải sắp xếp để thờ phượng Chúa. Und so wollen wir als seine Kinder, die Kinder des Heiligen, auch diesen Tag aussondern, um Gottesdienst zu halten und die Zeiten dafür einplanen. Chúa Giêsu, ngài những ngày ở trên đất này, ngài luôn tìm ý muốn của Đức Chúa Cha và ngài làm theo. Auf der Erde hat Jesus immer nach dem Willen seines Vaters gehandelt. Ngay cả Chúa Giêsu là đấng vô tội nhưng mà ngài vẫn chịu ông dân Baptist làm phép báp têm ông của Chúa cho Chúa dưới sông Giô-đan. Obwohl er jemand ist, der unschuldig war, ohne Schuld war, hat er sich auch von Johannes dem Täufer taufen lassen. Vì ngài làm gương cho những người khác thấy rằng Chúa là một Đức Chúa Trời nhưng mà ngài vẫn làm phép báp têm để cho mọi người nhìn thấy được rằng đó là cái điều người ta phải cần làm. Weil er ein Vorbild sein wollte, obwohl er Gott ist, wollte er Vorbild sein, hat sich taufen lassen, dass wir Menschen uns auch taufen lassen. Và chính Đức Chúa Cha đã phán như thế nào ông bà anh chị em? Und was hat der Vater gesprochen? Này là con yêu dấu ta. Das ist mein geliebter Sohn. Đẹp lòng ta mọi đàng. An den habe ich wohlgefallen. Hoặc là chúng ta thấy Chúa Giêsu Christ mặc dầu ở trong vườn Gethsemane đứng trước một cái sự khó khăn cực độ vì Chúa phải chịu thập hình và bao nhiêu tội lỗi thế gian đều chất lên Chúa, nhưng mà Chúa làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Oder wir kennen die Situation im Garten Gethsemane, dass er kurz davor war, all den Schmerz und auf sich zu nehmen, gekreuzigt zu werden, aber er wollte nach dem Willen seines Vaters tun. Con của Đấng Thánh là con của Đấng mà làm theo lời của Chúa dạy. Die Kinder des Heiligen, die tun das, was der Heilige macht und sagt. Chứ không phải thánh là mình nhìn bên ngoài không. Heiligkeit bedeutet nicht, nur das Äußere zu sehen. Bằng không á, có thể chúng ta sẽ lầm tưởng về sự thánh mà giữa cái quan niệm về lời của Chúa và con người thế gian. Ansonsten verwechseln wir es, etwas Heiliges zu tun mit den Dingen, die die Welt tut. Ví dụ như mình thấy một người con cái của Chúa hay là người hầu của Chúa, mà một người đó tròn trịa, một người đó mập mạp, rồi nói ồn, cái người này chắc ăn nhiều, không biết là có thánh không đó. Und wenn wir zum Beispiel nur das Äußere eines Menschen sehen, wir sehen den Diener Gottes, der ist gut genährt, dass wir sagen, oh, wie kann er heilig sein, wenn er so aussieht? Mình thấy một người gầy gầy, ốm ốm, nói chắc đây là người thánh. Oder wir sehen jemand, der etwas dünner ist, und wir sagen, der ist bestimmt heilig. Bởi vì người này chắc phải kiêng ăn nhiều, hoặc là người này khác sống giống như là kiêng khem, cho nên có thể dậy thánh hơn. Wahrscheinlich fastet dieser Mensch viel und deswegen ist er heilig. Hoặc là chúng ta nhìn cái đầu tóc mà cái người tương đối hơi không có dưỡng cho nó đẹp, hoặc là người dưỡng đẹp ra nói
cái này đầu tóc này thấy không thánh hoặc là thánh, phải không? Cho nên chúng ta nhìn bên ngoài những bạn chị em ơi. Oder wir schauen auf die Frisuren der Menschen und wir sehen, beim einen ist das mehr gerichtet als beim anderen und wir sagen, bei dem, was gerichtet ist, der ist vielleicht heiliger als der andere und das bedeutet Heiligkeit nur nach dem Äußeren zu sehen. Cho nên thánh ở đây không phải là sự khắc khổ con người ta làm ra theo kiểu tôn giáo, nhưng mà thánh khi người đó có hình ảnh của Chúa trong cuộc đời của mình. Was wir verstehen dürfen, Heiligkeit ist nichts Äußerliches, ist nichts von Menschenhand geschaffen, sondern von Gott. Hội thánh của Chúa, một hội thánh là hội có cái hình ảnh của Chúa trong hội của Ngài. Es ist keine Religion, sondern wir tragen das Ebenbild Gottes in uns. Một hội mà để lời Chúa sống trong hội của Ngài. Eine Gemeinschaft, wo sein Wort oder wo er in uns lebt. Amen, bạn chị em. Amen. Hội mà lời của Chúa được tôn cao nhất. Eine Gemeinschaft, die Gemeinde, wo sein Name erhöht wird. Hội mà ý muốn của Chúa được bày tỏ ra trong thế gian này. Eine Gemeinschaft, wo der Wille Gottes offenbart wird. Người ta nhìn vào cái hội đó, người ta thấy Đức Chúa Trời, thấy Chúa Jesus Christ. Es sind Menschen, diese Gemeinschaft sehen, dass sie Jesus sehen. Chứ không phải là một cái tòa nhà cao dài trăm mét và rất là nguy nga. Cái điều đó không có gì sai, nhưng mà người ta phải nhìn vào trong một cái con người, nhìn vào một cái hội, người ta thấy được Đức Chúa Trời. Dass sie nicht das Gebäude sehen, das so hoch und so breit ist, das ist auch nichts Verkehrtes, aber sie sollen durch die Gemeinschaft Jesus sehen. Và cái nơi đó là cái nơi mà thu hút và kéo ông bà chị em chúng ta lại với nhau trong sự thờ phượng Chúa. Und das soll ein Ort sein, wo Menschen angezogen werden, wo Menschen zusammenkommen, um ihn anzubeten. Chúng ta nhớ câu chuyện Chúa Giêsu ngày xưa, khi Ngài đi giảng đạo đó, Ngài không có đem tiền nhiều, không có đem vật chất gì hết, nhưng mà Ngài đi đến đâu thì đoàn dân đông chen lấn để nghe đạo của Ngài. Wir wissen, wie es bei Jesus war, er hatte nichts, nicht viel dabei gehabt, sondern aber egal wo er hinging, dort waren Menschenmengen um ihn. Bởi vì Ngài là Đấng Thánh. Weil er der Heilige ist. Ở trong Ngài có nước trời. Und in ihm ist das Reich Gottes. Ở trong Ngài có sự chữa lành. In ihm ist Heilung. Ở trong Ngài có sự bình an, trong Ngài quỷ nó phải chạy đi. In ihm ist Frieden, in ihm müssen böse Geister weichen. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa đã đến với hội thánh tại Sardis, tại Philadelphia và Chúa xưng Ngài là Đấng Thánh. Und so danken wir Gott, er hat zu der Gemeinde in Philadelphia gesprochen und hat sich als den Heiligen genannt. Và Ngài xưng tiếp rằng Ngài là Đấng chân thật. Der heilig und wahrhaftig ist. Đấng chân thật có nghĩa là một đấng có thật. Wahrhaftig bedeutet jemand, der existiert, der da ist. Đấng tự hữu và hằng hữu. Der immer da war und immer da sein wird. Đấng từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ngài là Đức Chúa Trời. Von Anfang bis zum Ende bleibt er Gott. Ngài không bao giờ thay đổi. In Ewigkeit bleibt er Gott und er verändert sich nicht. Hoàn cảnh, thời gian không bao giờ thay đổi được Đức Chúa Trời. Die Situation, die Zeit kann Gott nicht ändern. Và đó, Ngài cũng nhắc nhở Hội Thánh Chúa ngày hôm nay, Ngài là Đấng chân thật, cho nên con cái Chúa cũng phải sống chân thật. Und deswegen erinnert uns, weil wahrhaftig ist, so sollen wir auch so leben. Chân thật ở trong lời nói. Ehrlich sein in unseren Worten. Chân thật ở trong việc làm. Ehrlich sein in unseren Taten. Chân thật ở trong đời sống. Ehrlich sein in unserem Leben. Và sự chân thật đó không để hoàn cảnh chi phối. Und diese Wahrhaftigkeit, diese Ehrlichkeit soll nicht von der Situation verändert werden. Ở trong nhà thờ chúng ta nói như thế nào thì về nhà chúng ta cũng nói như vậy. Was wir in der Gemeinde sprechen, das sprechen wir zu Hause auch. Và khi ở trong chỗ làm hoặc là ra, ngay cả những người chưa tin Chúa, chúng ta cũng phải nói giống như là chúng ta nói với tất cả mọi người. So wie wir vielleicht zu unseren christlichen Freunden sprechen, so sollen wir auch zu unseren Mitmenschen sprechen auf der Arbeit oder woanders. Làm được không chị em? Können wir das tun? Hay là mình thấy trong nhà thờ gặp con cái Chúa ai cũng dễ thương hết, cho nên mình nói gì nó cũng dễ, phải không? Oder fällt es uns einfach leichter, wenn wir mit christlichen Freunden unterwegs sind, weil die alle so lieb sind, dass wir auch so zu ihnen sind? Mà ra chỗ làm nhiều khi có nhiều người chưa tin Chúa, họ cũng nói chung là cũng nói theo tiếng ấy là cũng hơi cà chớn đó, cho nên đôi khi mình cũng không được đàng hoàng lắm. Und vielleicht ist es auf der Arbeit ein bisschen anders, weil die nicht so vernünftig sind und wir anders mit ihnen sprechen dann. Con cái của Chúa là con có đấng chân thật là sống phải đàng hoàng tử tế. Aber wir sind die Kinder des Wahrhaftigen, so müssen wir auch diese Ehrlichkeit und diese Vernunft tragen in uns. Đàng hoàng ngay với đối với những người không đàng hoàng, mình cũng phải đàng hoàng nữa. Wir sollen auch so zu Menschen sein, die vielleicht nicht so mit uns umgehen. Làm được không bạn chị em? Können wir das tun? Xin Chúa giúp chúng ta. Wir beten dafür, dass er uns Chúa giúp chúng ta làm được hết tất cả mọi sự. Hilft, dann können wir alles. Ngay cả mình ngày xưa ở trong tội lỗi là đã cầm buộc và sự chết là sự đón phạt ở trong cuộc đời của chúng ta, mà Chúa đã
cứu chúng ta ra khỏi điều đó để đưa đến sự sống. Denn wir waren Menschen in der Dunkelheit, wir waren gefesselt in der Sünde und doch er ist gekommen, um uns zu retten und uns das Leben zu schenken. Thì có điều gì mà Chúa không thể không giúp chúng ta được phải không bạn chị em? Gibt es dann noch irgendwas, was wo er uns nicht helfen kann? Nhược bằng chúng ta có muốn mà không, muốn hay không thôi. Die Frage ist nur, wollen wir das oder nicht? Bởi vì Chúa là Đấng Thánh, con cái Chúa phải sống một đời sống thánh khiết. Weil Gott heilig ist, so müssen wir auch ein heiliges Leben führen. Vì Chúa là Đấng chân thật, cho nên con cái của Chúa sống một đời sống thật thà. Weil er wahrhaftig ist, so sollen wir auch ein wahrhaftiges, ehrliches Leben leben. Đàng hoàng, tử tế. In Vernunft leben. Đối với tất cả mọi người. Mit allen Menschen. Amen, chị em. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Sức mạnh ngồi thánh Chúa là nằm chỗ đó, đó ông bà chị em. Und wir danken Gott, denn die Kraft einer Gemeinde, die ist genau dort. Chúa lại phán tiếp rằng là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Und wir lesen weiter. Er allein hat als Davids Nachkomme den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Đấng có chìa khóa của David. Er hat als Davids Nachkomme den Schlüssel. Đấng mà có chìa khóa của ông vua. Er hat den Schlüssel Davids, also den Schlüssel eines Königs. Mà chính Chúa Giêsu về cái thân thể mà Chúa được sanh ra là Chúa thuộc về dòng vua David. Und wir wissen nach dem Stammbaum kommt Jesus aus dem Nachkommen Davids. Mà Ngài nói điều đó để cho người Juda họ rất là dễ hiểu rằng David là một vị vua lớn mà dân tộc Juda họ rất là tôn trọng. Und er sagt das, damit die Menschen, die Juden es leicht verstehen können, weil David ein großer König war und Jesus kommt aus von einem großen König. Mà Đấng có cái chìa khóa của ông vua lớn đó. Und er hat diesen Schlüssel des großen Königs. Ngày hôm nay ở trong túi ông bà chị em chúng ta có chìa khóa không? In unserer Hosentasche oder Tasche haben wir vielleicht einen Schlüssel? Tôi nghĩ rằng chắc ai cũng có chìa khóa ha. Und ich glaube, jeder von uns hat einen Schlüssel. Có ai có chìa khóa xe đâu? Hat jemand einen Autoschlüssel? Có ai có chìa khóa nhà không? Oder wer hat einen Hausschlüssel? Có chìa khóa trong hãng xưởng chúng ta làm không? Oder Schlüssel von der Firma, von der Arbeit? Rất nhiều chìa khóa phải không? Wir haben immer ganz viele verschiedene Schlüssel. Nhiều khi nó cả một sâu là 5-7 chìa, cả chục chìa không chừng nữa. Haben wir an einen Schlüsselbund 7-10 Schlüssel. Thậm chí rất là nặng, thỉnh thoảng sau khi chúng ta phải kiểm tra lại coi có cái chìa nào không cần thiết chúng ta bỏ bớt ra phải không? Und manchmal kann es auch so sein, dass es so sehr schwer wird, deswegen können wir auch mal schauen, ob wir noch alle brauchen oder wieder welche wegnehmen sollen. Có ai đã từng làm vậy chưa ông bà anh chị em? Hat das jemand von uns schon mal gemacht? Ở đây Chúa muốn nói rằng Đấng có chìa khóa của David. Was Gott hier sagen möchte, er hat den Schlüssel Davids. Đấng có một cái thẩm quyền tuyệt đối ở trên hội thánh của Ngài. Und er hat die Macht über seine Gemeinde. Tại sao chúng ta có chìa khóa mà anh chị em? Warum haben wir einen Schlüssel? Để khi chúng ta rời khỏi nhà, chúng ta khóa cửa lại thì không ai có thể vô nhà chúng ta được. Damit với sự hy vọng đó phải không? Haus verlassen, wir die Tür abschließen können und niemand diesen Raum, dieses Haus betreten kann. Khi chúng ta rời khỏi cái xe ô tô của mình, đậu ở ngoài một cái sân bãi nào đó, chúng ta khóa lại là chúng ta hy vọng rằng đừng có ai rớt tới cái xe là mở cửa xe cho chúng ta phải không? Wenn wir das Auto parken, dass wir das Auto mit unserem Schlüssel abschließen können, so dass niemand hineingehen kann und wegfahren kann. Vì chúng ta muốn rằng chúng ta là chỉ một người duy nhất có cái quyền mà đóng và mở cái đồ của mình mà thôi. Denn wir möchten als einziger als Besitzer die Macht haben, es zu öffnen oder zu schließen und zu benutzen. Và Chúa đến với hội thánh Philadelphia với một cái sự nhắc nhở rằng Chúa là Đấng có thẩm quyền tuyệt đối trên hội thánh của Ngài. Und woran Gott seine Gemeinde hier erinnern möchte, ist, dass er als einziger die Macht über seine Gemeinde hat. Ngài có quyền đóng và Ngài có quyền mở. Er hat die Macht zu schließen und zu öffnen. Chính Chúa Giêsu, Ngài đã đến thế gian này, Ngài đã chiến thắng sự chết và âm phủ. Er ist auf die Welt gekommen und hat die Hölle besiegt. Chúng ta thấy trong Khải Huyền, đoạn 1, câu số 17 phần B, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống nay đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Offenbarung S 17b und 18. Im Offenbarung Kapitel 1, Vers 17, ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig und habe Macht über den Tod und das Totenreich. Và sau khi ông Phêrô ông xưng Chúa là Đấng Christ. Und als Petrus Jesus als den Retter erkannt hat.
Thì ở trong Ma-thi-ơ chương 16 câu số 18 có chép rằng: Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Und was war dann die Antwort von Jesus darauf? Ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hãy điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Khi ông Phi-e-rơ, ông xưng Chúa Giê-su là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời. Als Petrus ihn geantwortet hat, Jesus geantwortet hat, dass er der Retter ist, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Thì ông phán rằng, ta sẽ lập hội thánh của ta trên đá này. Hat Jesus zu ihm gesprochen, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Có nghĩa rằng ông Phi-e-rơ ông đã rất lâu ông đã về với Chúa rồi. Und wir wissen, Petrus ist schon ganz von langer Zeit zu Jesus gekehrt. Nhưng mà hội thánh của Chúa vẫn ở trên đất này. Aber seine Gemeinde besteht immer noch in dieser Welt. Và Chúa lập hội thánh của Chúa trên đất này để làm vinh hiển của Ngài. Und er setzt seine Gemeinde hier in dieser Welt, um ihn zu verherrlichen. Và Ngài giao cái chìa khóa đó cho hội thánh của Chúa, phải không bà chị em? Und er gibt der Gemeinde diesen Schlüssel. Ngài giao chìa khóa đó cho hội thánh của Ngài để mở những cái cửa mà đưa những con người tin nhận Chúa Giê-xu vào trong thiên đàng. Er gibt der Gemeinde den Schlüssel, dass Menschen dort hineingeführt werden können. Và hội thánh của Chúa cũng nhờ quyền năng của Chúa đóng những cái cửa mà cướp giết và quỷ gì. Und die Gemeinde Gottes hat die Vollmacht, auch die Tür zu schließen, um den Tod nicht hineinzulassen, um das Böse hineinzulassen. Ông bà chị em, chúng ta có một cái kinh nghiệm về cái quyền năng của hội thánh Chúa chưa? Haben wir schon mal die Erfahrung gemacht mit der Kraft der Gemeinde? Chúng ta có thấy rằng nhờ thánh của Chúa mà chúng ta được bình an, được gây dựng và chúng ta càng ngày càng thêm đức tin không bà chị em? Haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass durch seine Gemeinde wir Frieden haben dürfen, mehr erbaut worden sind im Glauben, in seinem Wort? Và nhờ hội thánh của Chúa mà càng ngày mình càng thấy cửa thiên đàng càng mở rộng ra cho chúng ta không bà chị em? Und durch seine Gemeinde die Tor des Himmels sich immer weiter öffnet? Nhờ thánh của Chúa mà chúng ta đóng được nhiều cái cửa mà cướp giết và quỷ diệt ở trên cuộc đời của mình. Und durch die Kraft der Gemeinde, dass Türen sich in unserem Leben schließen, dass Böses nicht hineinkommen kann. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài là Đấng đã chiến thắng sự chết. Und wir danken ihm dafür, dass er der Sieger des Todes ist. Ngài chiến thắng quyền của âm phủ. Er hat das Totenreich besiegt. Ngài đã ban sự chiến thắng đó cho hội thánh của Ngài. Und diesen Sieg schenkt er seiner Gemeinde. Chúng ta cảm ơn Chúa vì nhờ đó mà nhiều cuộc đời của bà chị em chúng ta đã được thay đổi. Und wir danken ihm, dass dadurch so viele Menschenleben verändert worden sind. Vì nhờ Chúa ban thẩm quyền đó cho hội thánh của Ngài. Weil er der Gemeinde diese Vollmacht schenkt. Cho nên chúng ta nói về hội thánh của Chúa, chúng ta khoan nói về bất cứ một con người nào, nhưng mà chúng ta nói về danh của Chúa ở trong hội của Ngài. Und deswegen, wenn wir von der Gemeinde sprechen, wollen wir nicht über einzelne Menschen sprechen, sondern wir wollen über das Volk Gottes sprechen. Hội mà các cửa phủ chẳng thắng được hội đó. Die Gemeinde, die selbst die Macht des Todes nicht besiegen kann. Cho nên tôi thường nói và tôi còn nói hoài rằng, tôi ước ao rằng khi nói về hội thánh của Chúa, người ta sẽ nói về một Chúa Giê-xu Christ toàn năng. Und ich möchte es immer wiederholen, wenn wir von Gemeinde sprechen, wollen wir von dem lebendigen Gott sprechen. Đấng mà người ta thấy rơi đụng được khi đến hội thánh của Ngài. Von dem allmächtigen Gott sprechen, den man berühren kann, wenn man in seine Gemeinde geht. Rơi đụng được nước thiên đàng ở trong hội thánh của Chúa. Wo man das Reich Gottes berühren kann. Người ta rơi đụng được sự chữa lành của Chúa ở trong hội thánh của Ngài. Wo sie Gottes Heilung erleben können. Rơi đụng được tình yêu của Chúa trong hội thánh của Ngài. Seine Liebe erleben durch die Gemeinde. Rơi đụng những ân phước lành, những ân phước thiên thượng ở trong hội thánh của Chúa. Den Segen Gottes empfangen durch seine Gemeinde. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, hội thánh Philadelphia là hội thánh duy nhất mà chúng ta nhìn kỹ lại coi không thấy có một lời quả trách, nhưng mà Chúa thường có lời khen hội thánh Philadelphia. Und deswegen danken wir Gott, dass wenn wir den gesamten Brief an die Philadelphia
Gemeinde in Philadelphia lesen, dann sehen wir, es gibt hier nur Lob und keine Ermahnung. Câu số 8 lời Chúa chép rằng: Ta biết công việc ngươi, nay ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Ich weiß, was du getan und geleistet hast. Sieh, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Chúng ta cảm ơn Chúa. Hội thánh Philadelphia là một hội thánh, không phải là một hội thánh lớn. Die Gemeinde in Philadelphia war keine große Gemeinde. Chúa phán rằng: Vì ngươi có ít năng lực mà giữ đạo ta. Und hier steht: Ich weiß, was du getan und geleistet hast. Ít năng lực ở đây cũng có nghĩa rằng đây là một thánh nhỏ. In einer anderen Gemeinde steht auch geschrieben, hier steht auch geschrieben, deine Kraft ist klein, also es ist eine kleinere Gemeinde. Hội thánh không có đông người. Wahrscheinlich nicht mit so vielen Menschen. Hội thánh không có nhiều mục sư hoặc là mục sư tiến sĩ. Vielleicht gab es nicht so viele Pastoren dort. Hội thánh không có nhiều cái người có tài năng. Vielleicht gab es nicht so viele begabte Menschen dort. Mà chúng ta thấy rằng đây là một hội thánh rất là bình thường. Sondern es war eine normale Gemeinde. Nhưng mà Chúa khen hội thánh Philadelphia rằng: Ít năng lực, nhưng mà đã giữ lời của Chúa. Doch hier wird die Gemeinde gelobt. Deine Kraft ist klein, doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken und zu mir bekannt. Ít năng lực, nhưng mà không chối danh Chúa. Die Kraft ist klein, aber sie haben den Namen Jesus nicht verleugnet. Ít năng lực, nhưng mà làm theo lời Chúa dạy. Wenig Kraft, aber sie haben das getan, was der Herr ihnen gesagt hat. Chúa biết được những khó khăn của hội thánh Philadelphia. Er kennt die Schwierigkeit der Gemeinde in Philadelphia. Nhưng mà Ngài còn nhìn thấu rõ về những cái điều mà hội thánh Chúa ở nơi đó đã làm được. Aber er sieht noch deutlicher, was die Gemeinde alles getan hat. Ngày hôm nay, hội thánh của Chúa tại nơi đây, chúng ta chuẩn bị bước vào kỳ hội đồng trọng thể vào ngày 12 tháng 7. Und wir bereiten uns gerade vor auf die Sommerkonferenz, die am 12.7. startet. Chúng ta đón tiếp các quý tôi tớ Chúa đến, cũng như là anh chị em chúng ta từ các nơi xa về dự hội đồng trọng thể này. Wir werden verschiedene Pastoren, Diener Gottes empfangen können an diesen Tagen und auch weitere Geschwister von ferne. Chúng ta biết được rằng không có đông người. Wir wissen vielleicht, es sind nicht immer so viele Menschen. Nhưng mà chúng ta biết được rằng nếu chúng ta trung tín và bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Aber was wir wissen dürfen ist, wenn wir treu bleiben in ihm und daran festhalten. Ngài sẽ giúp đỡ hội thánh của Ngài, không bạn chị em. Wird er seiner Gemeinde helfen. Chúa sẽ giúp đỡ hội thánh của Ngài. Gott wird seiner Gemeinde helfen. Quyền năng phép lạ sẽ được xảy ra. Wunder werden passieren. Một người với một sức bình thường có thể làm gấp đôi, gấp ba những công việc chúng ta có thể làm được. Ein Mensch mit normaler Kraft wird vielleicht Dinge tun, als hätte er doppelt so viel Kraft oder dreifach so viel Kraft. Chúng ta có tin điều đó không, bạn chị em? Glauben wir daran. Vì sức đỉnh là từ nơi Chúa, không phải từ nơi chúng ta. Denn die Macht kommt von Gott und nicht von uns. Sức đến bởi vì chúng ta vâng giữ lời Chúa, làm theo lời Chúa và ước muốn phục vụ Chúa. Kraft kommt, weil wir uns an ihn festhalten, an sein Wort festhalten. Chúa biết tất cả mọi sự. Und Gott weiß alles. Và Ngài sẵn sàng giúp đỡ hội thánh của Ngài. Und er ist bereit, seiner Gemeinde zu helfen. Giúp đỡ ông bà chị em chúng ta. Uns allen zu helfen. Những cánh tay mà đưa lên thì Ngài sẽ nâng đỡ và Ngài làm cho những cái tính tài đây vững mạnh lên. Hände, die sich nach ihm ausstrecken werden, die wird er stärken. Ngài phán rằng á, ta biết công việc ngươi. Und was er hier sagt, ich weiß, was du getan hast und geleistet hast. Chúa biết rõ về những điều mà hội thánh Philadelphia đang đối diện. Er wusste deutlich, welche Situation die Gemeinde in Philadelphia ausgesetzt war. Chúa biết rõ những tích cực của họ. Er kannte all das Gute. Và Chúa Ngài đã mở trước mặt họ những cánh cửa. Und er hat vor ihren Augen die Tür geöffnet. Ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa mở cho hội thánh của Chúa mở ra những cánh cửa rao giảng tin lành. Und wir danken Gott, dass er die Türen öffnet für das Evangelium. Chúng ta cảm ơn Chúa là năm rồi đã đón tiếp rất là đông đảo các chị em chúng ta từ Ukraine sang đến đây. Wir danken Gott, dass im letzten Jahr wir viele Geschwister aus der Ukraine aufnehmen durften. Một cánh cửa mà tôi nghĩ rằng trước khi anh chị em đến không ai tưởng tượng đó là một cánh cửa Chúa mở ra. Eine Tür, die sich geöffnet hat, wo wir vorher niemals darüber nachgedacht haben oder niemals vor uns vorstellen können. Và Chúa cho rất là nhiều đông đảo chị em chúng ta các cháu đã tin nhận Chúa Jesus Christ. Und so viele haben dadurch Gott angenommen. Đã rất là ước ao được làm thánh lễ bắt tem nước. Und die sich gewünscht haben, die Wassertaufe zu empfangen. Và ngày hôm nay vẫn ngồi đây để thờ phượng Đức Chúa Trời. Und heute sitzen sie immer noch hier, um Gottesdienst zu halten. Chúng ta thấy cảm ơn Chúa không, bà chị em? Danken wir Gott dafür. Chúa mở vào thánh những cánh cửa mà không phải con người mở nhưng mà chính Chúa mở.
Gott öffnet Türen, die kein Mensch geöffnet hat, sondern er selbst öffnet sie. Và ngày hôm nay cũng vậy, anh chị em chúng ta đang ngồi đây, Chúa sẽ mở cho chúng ta những cánh cửa mới ở trong cuộc đời chúng ta. Und auch die ihr heute hier sitzt, Gott wird euch neue Türen öffnen. Gia đình có trục trặc hả? Chúa mở ra những cánh cửa mới, hạnh phúc gia đình. Vielleicht gibt es Probleme in der Familie. Gott wird die Tür öffnen, dass Frieden wieder heimkehrt. Công việc làm có những khó khăn, Chúa mở cho chúng ta những cánh cửa mà công việc làm trở nên dễ dàng. Vielleicht gibt es auf der Arbeit Probleme, aber Gott wird die Tür öffnen, dass die Probleme gelöst werden, dass es einfacher wird. Sức khỏe chúng ta có yếu mỏi, Chúa mở cho cánh cửa, Chúa chữa lành cho chúng ta được khỏe mạnh bình an. Gesundheitlich geht es uns vielleicht nicht gut. Gott wird die Tür der Heilung öffnen und wir werden wieder Heilung und Frieden empfangen. Nhiều cánh cửa Chúa sẽ mở ra cho cuộc đời của chúng ta. So viele Türen wird er eröffnen. Vì Chúa biết cái ý muốn của chúng ta, công việc của chúng ta đang làm. Weil er weiß, was wir getan haben oder tun und geleistet haben. Chúng ta có yêu mến Chúa không, bạn chị em? Lieben wir Gott? Chúng ta yêu mến hội thánh của Chúa không? Lieben wir seine Gemeinde? Chúng ta yêu mến lời của Chúa phải không? Lieben wir sein Wort? Chúng ta yêu mến chị em chúng ta? Lieben wir unsere Geschwister? Và chúng ta ước ao rằng cuộc đời này là một cuộc đời bày tỏ vinh hiển của Chúa. Und wir wünschen uns, dass unser Leben ein Leben ist, das seine Herrlichkeit offenbart. Cái điều chúng ta biết, Chúa cần biết. Sie verherrlicht. Rất nhiều về chúng ta. Und Gott weiß alles über uns. Ngài biết rõ và Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Er weiß es deutlich und er ist bereit, uns zu helfen. Ngay cả tại thành Philadelphia có một cái hội của người Giuđa mà trong Kinh Thánh nói rất là kinh khiếp, đó là hội của quỷ Satan. Selbst die Gemeinde hier in Philadelphia. Mà cái điều đó có không gì lạ ở trong Khải Huyền chương 2 câu số 9 khi mà Chúa Giêsu ngài gửi cho hội thánh tại Smyrna. Und an die Gemeinde in Smyrna hat Gott in Kapitel 2 Vers 9 geschrieben. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng và những lời dèm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ich kenne die Verfolgung, die du ertragen musst, und ich weiß, in welcher Armut du lebst, doch in Wirklichkeit bist du reich. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta bị giết, nơi các ngươi là nơi Satan ở. Oder Vers 13 im Brief an die Gemeinde in Pergamon. Ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert wird. Trotzdem bekennst du dich treu zu mir und hast dein Glauben nicht widerrufen, selbst dann nicht, als Antipas, mein treuer Zeuge, in dieser Hochburg des Satans getötet wurde. Có những người Juda, họ là con cháu, con cái của Abraham. Juden, die Nachkommen Abrahams sind. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Sie beten Gott an. Nhưng mà họ không tin Chúa Giêsu Christ. Aber sie glauben vielleicht nicht an ihn. Mà ở trong Smyrna là câu chính cho chúng ta thấy rằng là những lời dèm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải. Und wir lesen, wie wir in Vers 9 gelesen haben, wie bösartig die Leute euch verleumden, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber keine sind. Những người Giuđa này, họ chống đối lại hội thánh của Chúa. Und das waren Menschen, die sich der Gemeinde widersetzt haben. Ở tiếng Đức dịch là Lästerung, phải không? Hier wird, oder in anderen Übersetzungen wird von Lästerung geschrieben, oder Verleumdung. Là những lời dèm pha, những lời chê bai, những lời du khống. Dass sie die Gemeinde verleumden, dass sie schlecht über die Gemeinde sprechen. Bởi vì người Giuđa đó, họ nói rằng sự cứu rỗi chỉ riêng cho người Giuđa mà thôi. Weil die Juden oder viele Juden noch gesprochen haben, dass die Errettung nur für sie gedacht ist oder nur für sie ist. Và những người Cơ Đốc nhân này, mặc dù họ tin điều gì tin, họ làm gì làm, nhưng mà họ không đạt đến sự cứu rỗi. Und egal was die Christen hier vielleicht tun oder machen, sie werden diese Errettung nicht empfangen, haben sie gedacht, die Juden. Và họ luôn nói điều đó, lan ra cái điều đó trong dòng cộng đồng thời xa xưa. Und all das wurde früher auch verbreitet. Hội thánh Philadelphia cũng phải chịu đựng cái điều đó. Und auch die Gemeinde Philadelphia musste das gleiche ertragen. Nhưng mà Chúa biết hết. Aber Gott weiß alles. Chúa phán rằng đây là những người Giuđa, họ xưng mà là người Giuđa nhưng mà kỳ thực không phải đâu, họ đó là những kẻ nói dối. Gott hat hier geschrieben, sie nennen sich, sie geben sich als Juden aus, sind aber in Wirklichkeit keine, das sind Lügner. Và chúng ta biết được rằng
Chúa phán rằng đó là hội của quỷ Satan. Und hier wird sogar hart davon geschrieben, dass es Gehilfen des Satans sind. Một điều chúng ta cũng thấy rõ hơn chút xíu nữa ở trong thơ văn thứ nhất chương 3 lời Chúa ở trong từ câu số 9 chớ có chép rằng. Im 1. Johannes Kapitel 3 Vers 9. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người và người không thể phạm tội được vì sanh bởi Đức Chúa Trời. Wer von Gott neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht, denn Gott hat ihm seine Kraft geschenkt, die neues Leben in ihm schafft. Weil er ein Kind Gottes ist, kann er nicht länger als Sünder leben. Câu này rất là quan trọng, câu số 10 anh chị em. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái của ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Und der Vers 10 ist ganz wichtig. Daran kann also jeder erkennen, wer ein Kind Gottes oder wer ein Kind des Teufels ist. Alle, die Unrecht tun und ihren Bruder oder ihre Schwester nicht lieben, sind niemals Gottes Kinder. Lời Chúa ở trong văn thứ nhất này nói cho người ngoại giáo hay là nói cho con cái của Chúa vậy? Zu wen schreibt Gott in dieser Bibelstelle hier? Tôi nghĩ rằng nói cho những người nhận mình là xưng Chúa Jesus Christ. Und ich glaube, er schreibt zu den Menschen, die von sich behaupten, die von sich Jesus bekennen. Người nào không làm theo lời Chúa dạy là không thuộc về Chúa. Wer nicht nach dem Willen Gottes tut, ist kein Kind Gottes. Người đó có thể xưng mình là chức vụ này, chức vụ kia, bao nhiêu năm ở trong Chúa hầu việc Chúa, nhưng mà không làm theo lời Chúa dạy là không thuộc về Ngài. Sie können vielleicht sagen, ich bin in dieser Position, habe dieses Amt oder habe dies oder jenes schon getan, aber wenn sie nicht nach dem Willen Gottes tun, sind sie nicht Gottes Kinder. Không phải nói lại Chúa mà vào thiên đàng đâu. Die Bibel schreibt davon, nicht die Menschen, die Herr, Herr rufen, sie kommen ins Himmelreich. Nhưng mà sao ông bà anh chị em? Aber was schreibt die Bibel? Phải nghe và làm theo lời của Cha ta ở trên trời, phải không? Die hören und nach dem Willen des Vaters tun. Mà điều này, chúng ta suy nghĩ chị em, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy, có nghĩa là những người mà không yêu anh chị em mình cũng không thuộc về Đức Chúa Trời. Und hier steht davon geschrieben, wer seine Geschwister nicht liebt, die sind niemals Gottes Kinder. Thấy lời Chúa mạnh mẽ không bà anh chị em? Und ist das, hier wird es ganz deutlich. Lời Chúa thật là mạnh mẽ và chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Und die Bibel ist kraftvoll und wir müssen viel darüber nachdenken. Chúa muốn rằng con cái của Chúa phải có tình yêu. Gott möchte, dass Kinder Gottes Liebe haben. Sự nhân từ và tha thứ. Güte und Vergebung. Phải yêu anh chị em mình. Die Geschwister zu lieben. Nếu mà cái người mà rất là nett và là yêu mình thì mình yêu lại nó cũng rất là dễ, phải không? Es ist einfach Menschen zu lieben, die nett zu uns sind oder die uns auch lieben. Nhưng mà cái người nó đôi khi hay than phiền hay là đang làm khó dễ mình mà mình yêu được, cái đó mới là tình yêu mà Chúa ban cho. Es ist schwierig, aber Menschen zu lieben, die es uns unser Leben ist schwer machen. Hội thánh Philadelphia, họ đối diện với một cái hội của người Giuđa mà rất là khó khăn cho họ. Und auch die Gemeinde in Philadelphia war in einer Situation, wo viele Menschen es ihnen schwierig gemacht haben. Cho nên Chúa phán rằng, đừng sợ, đến thời kỳ ta sẽ khiến những người đó sẽ đầu phục ta và đầu phục hội thánh của Chúa. Aber was er hier schreibt. Và ta sẽ cho những con người đó biết rằng ta đã yêu ngươi. Điều đó tôi học được một điều cho chính mình tôi và tôi ước ao hội thánh của Chúa chúng ta cũng để ý cho chỗ này. Có nghĩa rằng nếu anh chị em chúng ta có rất nhiều hội thánh, phải không? Es gibt vielleicht viele verschiedene Gemeinden. Hội thánh Tin Lành, Baptist, hội thánh Tin Lành Tự Do, hội thánh Tin Lành, có nhiều cái hệ phái khác nhau. Es gibt verschiedene Denominationen, frei evangelisch, Baptisten und so weiter. Có thể có những hội thánh, có những con người nó cũng không theo ý chúng ta. Und es gibt vielleicht Menschen, die vielleicht anders sind als wir. Nhưng mà chúng ta tuyệt đối đừng bao giờ mà chúng ta nói rằng đây là hội của quỷ Satan nhé. Aber lass uns niemals sagen zu einer Gemeinde, das ist, sind Kinder des Teufels. Hoặc là người đó là người của hội quỷ Satan chứ không phải là hội của hội thánh. Oder wir sagen, dass wir nicht sagen, das ist eine Gemeinschaft des Teufels und keine Gemeinde Gottes. Chỉ có Chúa là đấng duy nhất có thẩm quyền nói điều đó, không bạn chị em. Gott ist der Einzige, der die Macht hat, so zu sprechen. Amen, chị em. Sagen wir Amen. Chỉ có Chúa là đấng duy nhất có thẩm quyền nói điều đó mà thôi. Als einziger die Macht, das auszusprechen. Khi Chúa bày tỏ cho hội thánh Philadelphia nói rằng các ngươi đừng sợ, đây là những người xưng là Giuđa, nhưng mà không phải đâu, đó là những kẻ nói dối. Und Gott schreibt hier, dass sie sich nicht fürchten sollen. Das sind vielleicht, die geben sich als Juden aus, aber sind keine. Sie lügen. Những người nói dối này là thuộc về của ma quỷ, thuộc về Satan. Aber sie lügen. In Wirklichkeit sind sie Anhänger des Satans. Nhưng mà hãy chờ đợi.
Đến thời kỳ nào đó họ sẽ nhận biết chân lý lẽ thật của Chúa, họ sẽ ăn năn tội và họ đến thờ phượng Chúa mà coi. Aber sie sollen geduldig sein, denn es wird die Zeit kommen, wo sie sich umkehren werden. Họ đến hội thánh của Chúa, họ quỳ xuống có nghĩa là họ đến đó, họ đầu phục Chúa, đầu phục hội thánh của Ngài và họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Ich werde sie dazu bewegen, dass sie sich vor dir niederwerfen, denn sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Chúng ta cảm ơn Chúa, Ngài biết, Ngài có thẩm quyền và Ngài sẽ làm những công việc đó. Gott weiß es, er hat die Vollmacht und er kann es tun. Và Ngài còn nói rằng á, để cho tất cả mọi người biết rằng ta đã yêu ngươi. Und denn sie sollen erkennen, dass ich dich liebe, schreibt er hier. Tại vì thành phố Philadelphia là thành phố được mệnh danh là thành phố của tình yêu. Und wir wissen vielleicht, die Gemeinde in Philadelphia wird auch die Gemeinde der Liebe genannt. Tình yêu anh em. Dass sie Geschwisterliebe haben. Và khắp nơi người ta để những cái biểu tượng về tình yêu đó. Und es gab viele Zeichen dieser Liebe dort. Chúng ta thấy rằng ở Đức này cũng vậy, rất nhiều thành phố và mỗi thành phố đều có những cái biểu tượng, phải không? Und wir wissen, in den verschiedenen Städten Deutschlands auch gibt es vielleicht verschiedene Sehenswürdigkeiten. Ở đây thì chúng ta không có, chị em chúng ta có biết rằng ở gần mình đây có mười mấy cây số thôi, có thành phố là Kandakese đó. Und wir kennen vielleicht die Stadt Kandakese. Hỏi anh Gregor, anh cũng ở gần Kandakese, phải không? Und ich glaube, Gregor wohnt auch in der Nähe. Thành phố Kandakese biểu tượng là cái gì? Was ist besonders an Kandakese? Was haben Sie vielleicht für eine Sehenswürdigkeit? Có phải là mấy con ngỗng không? Mấy con cancer. Sind das vielleicht oder wofür sind Sie bekannt? Sind das vielleicht die Gänse? Tôi thấy đi khắp nơi, từ chỗ nhà băng cũng để con ngỗng rồi ra chỗ những cái đường bùng binh hoặc là toàn là ngỗng thôi. Und ich sehe verschiedene Gänsebilder bei der Bank und verschiedenen Orten. Và chúng ta biết được rằng mình không biết rằng tại sao, nhưng mà chắc chắn nó có một cái ý nghĩa gì đó ở und thành phố đó. Ich kenne die genaue Bedeutung nicht, aber wahrscheinlich haben Gänse eine Bedeutung für diese Stadt. Thành phố Raymond thì chúng ta thấy là thành phố đại diện cho về âm nhạc, phải không? Oder in Bremen kennen wir vielleicht die Bremer Stadtmusikanten. Tôi nhớ là có nhiều cái con thia rồi, cái thú nó đứng chồng lên nhau này nè, phải không? Vielleicht kennt ihr das Bild der Bremer Stadtmusikanten, die aufeinander gestapelt sind, verschiedene Tiere, die aufeinander stehen. Có nghĩa rằng thành phố Philadelphia biểu tượng và tình yêu và đầy dẫy những tình yêu ở khắp nơi. Und wofür die Gemeinde in Philadelphia bekannt war, war für die Liebe. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài khẳng định với hội thánh của Ngài rằng tình yêu của thế gian, những điều đó nó sẽ qua đi theo thời gian. Und was er aber sagen möchte, auch sagen möchte, ist, dass die Liebe der Welt, die wird vielleicht vergehen. Nhưng mà tình yêu của Chúa đối với hội thánh của Ngài là tình yêu cao cả nhất. Aber die Liebe Gottes für seine Gemeinde ist größer. Tình yêu mà gì? Cớ yêu hội thánh của Chúa mà Ngài đã phó chính mình Ngài cho hội thánh của Ngài. Die Liebe, die so groß ist, dass er sein Leben gegeben hat. Tình yêu không bao giờ thay đổi. Die Liebe, die sich nicht verändert. Ngay cả lòng của chúng ta có thay đổi, chúng ta không còn yêu mến Chúa nữa, nhưng mà Chúa vẫn yêu chúng ta. Vielleicht verändert sich unser Herz, vielleicht lieben wir ihn nicht mehr, aber er hört nicht auf uns zu lieben. Có phải là tình yêu đẹp nhất không bạn chị em? Ist das nicht die schönste Liebe? Tình yêu con người thì nó cũng có đi rồi có lại, phải không? Liebe zwischen Menschen kann kommen und kann gehen. Cũng như là mình bày tỏ cho người này thì người đó nhận được và người đó cũng bày tỏ lại cho mình. Wenn ich jemanden die Liebe offenbare, dann erwidert er vielleicht meine Liebe. Nhưng mà tình yêu của Chúa là một tình yêu lớn và không bao giờ dời đổi. Aber die Liebe Gottes ist eine Liebe, die sich nicht verändert und das ist nur, nicht nur eine Erwiderung ist. Ai trong dòng ông bà chị em chúng ta có rời đụng được tình yêu của Chúa không nào? Wer von uns hier hat schon die Liebe Gottes in seinem Leben erfahren? Chúng ta có thấy Chúa yêu chúng ta quá đỗi không? Haben wir erkannt, dass Gott uns so sehr liebt? Và chúng ta có bao giờ chúng ta khóc về tình yêu của Chúa chưa, ông bà anh chị em? Haben wir schon mal wegen seiner Liebe geweint? Có bao giờ chúng ta thấy chúng ta xứng đáng với tình yêu của Chúa không? Haben wir uns die Frage schon mal gestellt, ob wir es würdig sind, seine Liebe zu empfangen? Hay là chúng ta thường cầu nguyện với Chúa rằng con không xứng đáng với tình yêu lớn của Ngài, nhưng mà Chúa yêu con. Vielleicht habt ihr diese Gebete auch schon mal gesprochen. Ich bin deiner Liebe nicht würdig, aber du liebst mich. Chính tình yêu đó, Chúa đã đến với tín hữu tại Philadelphia và Chúa rằng để ta biết, cho mọi người biết rằng ta đã yêu ngươi. Und mit dieser Liebe ist er auch zu der Gemeinde, hat er zu der Gemeinde in Philadelphia gesprochen, denn sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Chúa muốn cho nhiều người biết rằng Chúa yêu hội thánh của Chúa. Gott möchte, dass viele Menschen wissen, Gott liebt seine Gemeinde. Chúa yêu hội thánh của Chúa không phải vì là đông người. Er liebt seine Gemeinde nicht aufgrund der Vielzahl an Menschen. Không phải là vì nhiều người tài giỏi. Nicht weil viele begabte Menschen dort sind.
Nhiều người có danh vọng, địa vị và giàu có. Nicht weil viele Menschen einen großen Namen oder Position haben. Nhưng mà Chúa yêu hội thánh của Chúa vì họ đã trung tín và giữ đạo, giữ lời của Ngài. Sondern er liebt sie, weil die Menschen treu sind. Nếu mà nói đơn giản hơn nữa, giữ lời của Chúa hay là làm theo lời của Chúa dạy nó có khó không bà anh chị em? Und lass uns vielleicht die Frage stellen, ist es einfach nach dem Wort Gottes zu tun, nach seinem Willen zu tun? Chúng ta có cần có người khỏe mạnh không? Müssen wir vielleicht stark sein dafür? Chúng ta có phải cần nhiều tiền không? Brauchen wir viel Geld dafür? Học thức không? Müssen wir gelehrt sein dafür? Ngày hôm nay tôi với bà Monica đi đón ông Heinz. Und ich habe heute gemeinsam mit Monika den Bruder Heinz abgeholt. Một ông cụ trên 80 tuổi. Der schon über 80 ist. Ông không thể đứng được. Er kann vielleicht nicht mehr alleine stehen. Nhưng mà ông ước ao đi thờ phượng Chúa. Aber er wünscht sich zum Gottesdienst zu gehen. Chúng ta thấy tạ ơn Chúa không bà anh chị em? Danke Gott dafür. Mà điều đó, sự ước ao đó có cái thế lực nào có thể cản trở được không bà anh chị em? Und dieser Wunsch danach, gibt es irgendeine Kraft, die das verhindern kann? Vì Chúa giúp ông. Denn Gott hilft ihm. Chúa giúp hội thánh của Ngài. Gott hilft seiner Gemeinde. Không có điều gì cản trở Bruder Heinz đi thờ phượng Chúa được cả. Nichts, was Heinz davon abhalten kann, zum Gottesdienst zu gehen. Cho nên chúng ta nhìn lại cái chân chúng ta còn rất khỏe phải không? Deswegen lass uns auf unsere Beine vielleicht schauen. Cánh tay chúng ta còn rất là mạnh phải không? Dass wir auf unsere Arme schauen, die wir vielleicht noch kraftvoll sind. Chúng ta có ước ao luôn thờ phượng Chúa không bà chị em? Wünschen wir uns Gott anzubeten. Amen. Amen. Ít năng lực mà giữ đạo của Ngài. Wenig Kraft, aber dennoch an ihn festzuhalten. Ông Heinz, năng lực ông không có, sức khỏe ông không có nhiều. Nhưng mà ông muốn giữ đạo Chúa bằng cách thờ phượng Chúa. Heinz hat nicht mehr vielleicht viel Kraft, aber er möchte trotzdem an Gott festhalten, an den Gottesdienst festhalten. Cho nên điều đó tôi thấy rằng tôi rất là cảm động về một cái tấm lòng thờ phượng Chúa ông bà chị em ơi. Und dieses Herz der Anbetung berührt mich auch sehr. Và tôi tin chắc rằng ta biết, cũng như là Chúa biết công việc của ông Heinz. Und ich glaube fest daran, Gott sagt, ich weiß, was du tust. Chúa biết được cái lòng của ông. Ich kenne dein Herz. Chúa biết được rằng ông yêu mến Chúa và yêu mến sự thờ phượng. Ich weiß, dass du Gott liebst. Ich weiß, dass du den Gottesdienst liebst. Và phần thưởng cho đời sống này sẽ rất là lớn. Und die Belohnung in deinem Leben wird groß sein. Đó là sự sống đời đời Chúa dành sẵn cho rồi. Das ist das ewige Leben, was Gott für dich bereithält. Tất cả mọi việc đều sẽ qua đi. Alles wird vergehen. Nhưng mà ai yêu mến Chúa và ở trong Ngài sẽ còn lại đời đời. Aber wer Gott liebt und in ihm bleibt, der wird ewig bleiben. Chúa thấy tín hữu tại Philadelphia. Gott sieht die Gemeinde in Philadelphia. Và Ngài cũng nói rằng đừng sợ những người chống đối hội thánh của Chúa hả? Đến lúc nào đó họ sẽ ăn năn tội, sẽ trở lại thờ phượng Chúa và đến hội thánh Chúa để thờ phượng Ngài. Und hier steht davon geschrieben, dass sie sich nicht fürchten sollen, denn es wird der Tag kommen, dass der Herr sie dazu bewegen wird, dass sie sich niederwerfen müssen. Rồi Chúa lại phán tiếp rằng câu số 10: Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Vers 10: Du hast meine Aufforderung befolgt, geduldig auszuhalten. Deshalb will ich dich auch in der schweren Prüfung bewahren, die über die ganze Erde kommen wird, um alle Menschen auf die Probe zu stellen. Vì hội thánh Philadelphia đã giữ lời của Chúa, đã làm theo lời Chúa dạy trong những hoạn nạn, khó khăn, thử thách. Weil die Gemeinde in Philadelphia an Gott festgehalten haben, trotz der schweren Prüfung. Vì hội thánh của Chúa, ông bà chị em chúng ta đã trung tín, cố gắng giữ lời của Chúa trong những hoàn cảnh thật là khó khăn, hoạn nạn. Weil wir treu waren, trotz der schwierigen Zeiten, die wir haben. Thì Chúa phán hứa là sao, ông bà chị em? Was verspricht Gott? Chúa cũng giữ hội thánh của Chúa mỗi từng cuộc đời của chúng ta trước những giờ kinh khiếp xảy ra trên thế gian này. Dass er auch uns festhalten möchte. Mà chúng ta, nếu chúng ta để ý lời Chúa ở đây, chúng ta thấy rằng ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Und hier steht auch geschrieben, ich will dich auch in der schweren Prüfung bewahren, die über die ganze Erde kommen wird, um alle Menschen auf die Probe zu stellen. Chúng ta để ý kỹ, sẽ đến trong khắp thế gian. Hier steht davon geschrieben, über die ganze Erde. Có nghĩa là không phải ở hội thánh sạc đe không, nhưng mà khắp thế gian phải đối diện với những giờ thật là kinh khiếp. Es ist nicht nur von, wird nicht nur von der einen Gemeinde gesprochen, sondern es geht für die ganze Erde. Thì nếu nói về điều đó, chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta thế gian đang đối diện với gì? Chiến tranh, dịch lệ, động đất, phải không? Und welcher Situation ist die Welt gerade konfrontiert mit den Kriegen? Đói kém, hạn hán, thiên tai. Và những ngày Chúa Giêsu sắp trở lại.
Tage, wo wir sehen können, Gott kehrt bald wieder. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sự đến mà khắp thế gian là con người mà điều kinh khiếp nhất đó là sự chết. Aber ich glaube, das Schlimmste, was über uns Menschen kommen kann oder wo Menschen sich am meisten fürchten, ist der Tod. Thật ra con người nếu mà không tin Chúa, người ta rất sợ cái sự chết. Menschen, die nicht an Gott glauben, die fürchten sich vor dem Tod. Tôi thấy có những hình ảnh, có những người rất là hung dữ, có thể là những người cướp của giết người, giết rất là đông nhiều người. Nhưng mà khi ở có những quốc gia mà đem ra pháp trường để tử hình đó, người đó sẽ run sợ. Und wir kennen vielleicht gewisse Bilder, wo es Menschen gibt, Mörder gab, die viele Menschen umgebracht haben und andere Menschen umgebracht haben. Aber als es dazu kam, dass sie die Todesstrafe erhalten haben, dass sie sich so sehr davor gefürchtet haben. Và sự chết là có điều gì đó rất là kinh khiếp với tất cả những người sống trên thế gian này. Der Tod ist etwas, was für alle Menschen etwas Schlimmes ist. Nhưng mà Chúa phán hứa là sao ông bà anh chị em? Aber was verspricht Gott? Vì chúng ta giữ lời của Chúa một cách nhịn nhục, chúng ta làm theo lời của Chúa dạy trong những lúc khó khăn trong cuộc sống này. Weil wir vielleicht die Aufforderung befolgt haben, geduldig ausgehalten haben. Nước thiên đàng đã dành sẵn cho mỗi từng cuộc đời của chúng ta. Das Reich Gottes ist für uns bereitgehalten worden. Và sự qua đời của chúng ta không phải là những giờ kinh khiếp nữa, nhưng mà đó là cái phước hạnh để chúng ta rời khỏi cõi đời tạm này để bước vào trong cõi đời đời. Und so dass der Tod für uns nichts mehr Schlimmes sein wird, sondern es wird ein Segen für uns sein, weil wir von dieser Welt in das Reich Gottes kommen werden. Chúng ta có tin điều đó không, bạn anh chị em? Glauben wir daran? Chúa Giêsu người đã cầm chìa khóa của nước thiên đàng và ngài giao cho hội thánh của Chúa và ngài đã mở điều đó ra cho hội thánh của ngài. Jesus hat den Schlüssel des Himmelreichs und er hat es auch uns übertragen, dass und er hat die Türen für uns geöffnet. Quyền lớn mà Chúa giao cho hội thánh của Chúa. Eine große Vollmacht für seine Verantwortung für seine Gemeinde. Một người mới bước vào trong hội thánh của Chúa là không đi lối này là lối sự chết, nhưng mà đi lối này là nước vào trong thiên đàng. Dass wenn neue Menschen in seine Gemeinde kommen, dass wir ihnen den Weg aufzeigen, nicht in den auf den Weg des Todes, sondern den Weg des Lebens. Khóa cái cửa đi mà đi vào cái sự chết đó, mở cái cửa thiên đàng cho những người mới bước vào. Wir schließen ihnen die Türen, die zum Tod führen, öffnen ihnen die Türen, die zum Leben führen. Đành rằng cái quyền quyết định là có mỗi từng cá nhân của chúng ta. Aber jeder Mensch muss die persönliche Entscheidung für sich treffen. Nhưng mà vai trò của hội thánh của Chúa là đóng các cửa âm phủ và mở những cửa thiên đàng ra. Aber die Verantwortung der Gemeinde ist es, das Höllentor zu schließen und die Toren, die Pforten des Himmels zu öffnen. Hội thánh của Chúa không bao giờ giảng mà về sự giàu có của thế gian hoặc là quyền thế tiền bạc, nhưng mà mở cửa thiên đàng cho những người tin Chúa bước vào. Die Gemeinde Gottes predigt nicht über den Reichtum der Welt, sondern wir wollen die Pforten des Himmels für Menschen öffnen. Khác với những người thông giáo, người Pharisee mà ngày xưa Chúa Giêsu ngài trách phong bạn cho em. Anders als die Pharisäer, die Gott oft angeklagt hat. Chúa Giêsu trách sao bạn cho em nhớ không? Was hat Jesus zu ihnen gesprochen? Các ngươi đóng cửa của nước thiên đàng. Ihr schließt die Türen des Himmels, des Reich các, Gottes. Các ngươi không muốn vào. Und ihr wollt vielleicht nicht rein. Nhưng mà ai muốn vào, ngươi cũng cản trở nữa. Aber ihr haltet sogar noch andere Menschen davon ab, hineinzugehen. Hội thánh của Chúa mở cửa thiên đàng. Aber wir wollen die Türen des Himmels öffnen. Để anh chị em chúng ta bước vào trong hội thánh của Chúa, được Chúa thay đổi thăm viếng và chúng ta bước thẳng vào trong thiên đàng trong cuộc đời này. Dass wenn Menschen in die Gemeinde hineintreten, dass sie diese offene Tür sehen und hindurchgehen können. Chúa phán rằng Chúa đến mau kịp. Gott schreibt, er kommt bald wieder. Chúa rất gần. Ich komme schnell und unerwartet. Chúa đang ở đây. Er ist hier. Chúa không phải Chúa ở xa. Er ist nicht weit. Cho nên Chúa dặn chúng ta rằng und deswegen, hãy giữ điều ngươi có. Schreibt er hier, halte fest, was du hast. Chúng ta đang có điều gì trong cuộc đời này, bạn chị em? Was hast du in deinem Leben? Chúng ta đang có gì? Was hast du? Chúng ta đang làm được điều gì ở trong cuộc đời này? Was tun wir vielleicht gerade in unserem Leben? Chúng ta biết và Chúa biết. Wir wissen es und vor allem Gott weiß es. Chúng ta có đi thờ phượng Chúa hàng tuần được không? Schaffen wir es wöchentlich zum Gottesdienst zu gehen? Chúng ta đang đi thờ phượng Chúa một tháng một lần. Oder gehen wir nur einmal im Monat? Hoặc là một tháng hai lần. Oder zweimal im Monat? Hoặc là chúng ta đang đọc kinh thánh hàng ngày hay là một tuần chúng ta đọc một lần? Lesen wir die Bibel täglich oder lesen wir die Bibel nur einmal in der Woche? Chúng ta đang yêu mến Chúa ở mức độ nào? Bis zu welchem Grad lieben wir Gott? Chúng ta giữ những điều chúng ta có đi. Halte fest an das, was du hast. Chúng ta giữ những điều chúng ta đang có. Halte fest, was du hast. Nếu tạm thời chúng ta chưa hơn được, chúng ta phải giữ những điều chúng ta đang có trong wenn ngày hôm nay. Wenn wir es noch nicht mehr schaffen, dann lass uns das an das festhalten, was wir haben.
Chúng ta không nới tay, chúng ta không buông. Wir wollen nicht loslassen. Mặc dù bên ngoài có những biến động, nó giữ những điều chúng ta đang có. Egal was um uns herum passiert, wir halten fest an dem was wir haben. Hội thánh của Chúa đang cậy ơn Chúa giữ những điều Chúa ban cho. Die Gemeinde Gottes vertraut darauf auf Gott und wollen dran den Dingen festhalten, die Gott uns geschenkt hat. Ít nhất là ông bà chị em chúng ta trong buổi thờ phượng ngày hôm nay và những người có mạng online và đông đảo nữa, chúng ta giữ những điều mà Chúa ban cho hội thánh của Chúa. Alle, die hier sind oder die gerade online dabei sind, wir wollen daran festhalten, was er uns schon geschenkt hat. Hội thánh của Chúa quyết xin Chúa không để làm mất một người nào hết. Und wir beten dafür, dass wir keinen einzigen Menschen verlieren. Chúng ta giữ những điều mà Chúa ban cho. Wir wollen an das festhalten, was er uns geschenkt hat. Giữ những công việc mà Chúa đang ban cho chúng ta trong hội thánh của Chúa. All die Aufgaben, die er uns geschenkt hat. Giữ những công việc mà chúng ta được ơn mà Chúa đã dùng chúng ta trong hội thánh của Ngài. Die Dienste, worin er uns gesegnet und uns beschenkt hat. Không để cho một cái quyền lực nào, thế lực nào cắt lấy mất của chúng ta. Keiner Macht wollen wir es ermöglichen, dass es uns weggenommen wird. Vì công việc đó là công việc của đức tin, công việc của phước hạnh và đó là công việc mà chúng ta bền đổ gây dựng trong đức tin để chúng ta nhận được mão triều thiên của sự sống. Das sind Aufgaben des Glaubens, die wir von Gott erhalten haben, die uns dazu bringen, Siegespreis zu bekommen. Chúng ta tưởng tượng coi nếu bây giờ chúng ta đang có được một cái công việc gì Chúa ban cho mà chúng ta nói là chúng ta không làm nữa thì đức tin chúng ta có thể đi xuống không bà anh chị em? Lass uns die Frage stellen, wir haben gerade von Gott eine Aufgabe bekommen und wir sagen, wir wollen es nicht mehr tun. Không phải vì công việc làm mà chúng ta được mão triều thiên của sự sống mà vì đức tin của chúng ta nơi cô Chúa Giêsu. Es ist nicht so, dass wir den Siegespreis durch die Taten bekommen, sondern durch den Glauben an Jesus. Nhưng mà công việc làm nó sẽ gây dựng đức tin cho chúng ta, phải không bạn chị em? Aber all die Aufgaben, sie helfen uns den Glauben aufzubauen. Công việc làm nó sẽ khiến chúng ta càng ngày càng gắn bó với Chúa và hội thánh hơn. Unsere Dienste, unsere Aufgaben helfen dazu, dass wir näher an Jesus kommen und näher an seine Gemeinde kommen. Gây dựng đức tin cho chúng ta. Und unseren Glauben aufbauen. Cho nên nhắc nhở, Chúa nhắc nhở chúng ta hãy giữ những điều ngươi đang có. Deswegen erinnert er uns, halte daran fest, was du hast. Hầu cho sự sống đời đời là điều mà Chúa hứa bảo chắc cho chúng ta. Damit dir niemand deinen Siegespreis nehmen kann. Và lúc nào ở trong các thơ tín, Chúa cũng các thơ mà Chúa phán, kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta và ngươi sẽ không ra khỏi đó nữa, ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống cùng danh mới ta mà viết lên trên ngươi. Wer durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben und er soll den Namen meines Gottes tragen und wird ein Bürger des neuen Jerusalem sein, der Stadt, die Gott vom Himmel herabgekommen lässt. Auch meinen eigenen neuen Namen wird er erhalten. Jesus lehrt, wer durchhält. Chúng ta ước ao là những người thắng không, bạn chị em? Wollen wir Menschen sein, die durchhalten und den Sieg erringen? Chúng ta ước ao là chúng ta là những người thắng. Wir wollen Sieger sein. Chúng ta thắng nhờ Chúa Giêsu Christ. Wir wollen Sieger sein durch Jesus. Mà Chúa phán dạy rằng, kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta. Wer durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Một đền thánh của Chúa rất là vinh hiển là nơi Chúa ngự. Der Tempel Gottes ist ein herrlicher Ort, weil Gott dort ruht. Và chúng ta thấy những đền đài ngày xưa, những cây trụ to chừng mấy người ôm không hết được. Und wir kennen vielleicht die Säulen eines Tempels, wo viele Menschen vielleicht die Säule umarmen können und es reicht nicht aus an Menschen, wenn nur wenige dort sind. Và người đó không ra khỏi chỗ đó nữa. Und sie können diesen Ort nicht einfach so verlassen. Có nghĩa là tại Philadelphia là một cái nơi mà thành phố đó nằm ở trên cái vành đai của động đất và núi lửa. Und die Gemeinde in Philadelphia war in einem Ort, wo es Erdbeben und Vulkane gab. Cuộc sống rất là bấp bênh. Ein Leben, das vielleicht nicht einfach ist. Và họ thường xuyên phải di chuyển và bỏ những nơi đó để đi chỗ khác vì động đất, vì núi lửa xảy ra. Sie mussten den Ort vielleicht oftmals verlassen aufgrund der Erdbeben und der Vulkanausbrüche. Cuộc sống vô cùng bấp bênh. Es war ein Leben, das unbeständig ist. Nhưng mà Chúa phán dạy rằng, kẻ nào thắng, người nào mà trung tín với Chúa, Chúa cho người đó ở một nơi vững chắc đời đời. Aber hier wird davon geschrieben, wer durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird dort immer bleiben.
không còn bấp bênh trong cái cuộc sống giống như họ đang đối diện. Es wird kein unbeständiges Leben mehr sein, was sie vielleicht vorher hatten. Và Chúa phán rằng Ngài sẽ đề tên và khắc tên trên người đó và danh Đức Chúa Trời. Und es steht da geschrieben und er soll den Namen meines Gottes tragen. Một sự vinh hiển tuyệt đối mà dành cho những người chiến thắng ở trong Chúa Jesus Christ. Eine große Herrlichkeit für die Menschen, die in ihm den Sieg erringen. Chúa khẳng định rằng sự tôn trọng của con người, sự vinh hiển con người nó chỉ theo thời gian sẽ qua đi. Und es steht auch weiter geschrieben. Und er soll den Namen meines Gottes tragen, wird der Bürger des neuen Jerusalems sein. Nhưng mà Chúa Jesus Christ, danh Ngài và phần thưởng của Chúa là một sự bền vững đời đời cho những người tin Ngài. Und gewisse Namen werden vergehen, aber der Sieg in ihm wird etwas Beständiges bringen. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa nhưng mà chúng ta chuẩn bị bước vào trong kỳ hội đồng trọng thể trong mùa hè này. Und wir haben heute den Gottesdienst, aber wir gehen bald in eine Sommerkonferenz. Chúng ta ước ao rằng chúng ta không có đông người nhưng mà chúng ta giữ đạo của Chúa. Wir wünschen uns, auch wenn wir vielleicht nicht viele sind, aber dass wir an Gott festhalten. Chúng ta làm theo điều lời Chúa dạy. Wir wollen das tun, was er uns sagt. Chúng ta ước ao rằng Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa trong ngày nay, trong những ngày sắp tới đây. Und wir wünschen uns, dass Gott uns segnet heute, aber auch in nächster Zeit. Và chúng ta ước ao rằng nhiều niềm vui, dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra trong kỳ hội đồng này. Und wir wünschen uns und glauben daran, dass große Freuden, große Wunder passieren werden in dieser Konferenz. Mình không suy nghĩ theo cái cách của con người nữa, nhưng mà chúng ta suy nghĩ theo cái cách nhìn của Chúa Jesus Christ. Wir denken nicht nach der Art und Weise der Menschen, sondern wir denken nach den Gedanken Gottes. Chúng ta suy nghĩ rằng kỳ hội đồng này Chúa sẽ ban phước và đông đảo chị em chúng ta đến để thờ phượng Chúa. Wir werden diesen Gedanken Gottes haben. Es wird eine gesegnete Konferenz sein, wo viele Menschen kommen werden. Các ban ngành sẽ được năng lực từ nơi Chúa để hoạt động một cách đặc biệt và phước lành. Chúa sẽ đổ lên hội thánh của Ngài. All die Ämter werden kraftvoll sein, gesegnet sein und der Segen Gottes wird fließen. Chúng ta không nhìn vào cái số người. Wir schauen nicht auf die Anzahl der Menschen. Chúng ta không nhìn vào các ban ngành có thiếu hụt điều này điều kia, thiếu người. Wir schauen nicht auf verschiedene Ämter und sagen, hier fehlt jemand. Nhưng chúng ta nhìn vào Chúa Jesus Christ là chúng ta biết rằng rất là đông. Aber wir schauen auf Jesus und wir sehen das Bild, das sind viele. Chúng ta không nhìn vào những cánh tay yếu mỏi của chân yếu mỏi chúng ta, nhưng mà chúng ta nhìn vào Chúa là đấng ban năng lực cho chúng ta. Wir schauen nicht auf unsere schwachen Füße, Beine, Arme, aber wir schauen auf unseren Gott, der kraftvoll ist. Chúa biết chúng ta có những đắn đo chúng ta, những cái suy nghĩ chúng ta có thể chưa quyết định cho kỳ trại. Gott kennt vielleicht unsere Gedanken, wo wir vielleicht noch keine Entscheidung getroffen haben. Nhưng mà Chúa biết, Chúa muốn ban phước cho chúng ta. Aber was er weiß oder sie wissen ist, Gott möchte segnen. Chúa muốn ban phước cho ông bà chị em. Gott möchte euch segnen. Ngay trong buổi ngày hôm nay, trong những ngày sắp tới đây, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Und auch in nächster Zeit möchte er segnen. Vì chúng ta có ít năng lực nhưng mà chúng ta giữ đạo của Ngài. Weil wir, auch wenn wir wenig Kraft haben, aber weil wir an ihn festgehalten haben. Chúng ta làm theo lời của Chúa dạy. Weil wir nach seinem Willen tun. Xin Chúa cho chúng ta giờ này chúng ta đồng nhau đứng lên để chúng ta được ra mắt Chúa sự cầu nguyện. Lass uns jetzt gemeinsam aufstehen, dass wir zum Gebet kommen können. Chúng ta xin Chúa cho qua bài học ngày hôm nay, Chúa ước ao rằng đời sống của con cái Chúa là một đời sống nên thánh, một đời sống yêu mến Chúa, chân thật yêu mến anh chị em mình. Und nach der Bibelstelle heute wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die heilig lebt und die ehrlich lebt. Chúng ta ước ao rằng Chúa ban phước cho hội thánh của Ngài. Und wir wünschen uns, dass Gott seine Gemeinde segnet. Và những điều gì anh chị em chúng ta ngày hôm nay có nghe được sự cảm động từ nơi Chúa, chúng ta giờ này cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Und wo Gott dich heute vielleicht berührt, komm zum Gebet.